Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể quay được slow motion trên chiếc máy ảnh Sony ZV-E10 này nhé. Để có thể quay được slow motion trên Sony ZV-E10 thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển trực tiếp về chế độ quay slow motion và chúng ta quay bằng cách như sau. Chúng ta sẽ nhấn cái nút ở vị trí này nhé. Cái nút mà nó chuyển, nó là cái nút mà chuyển giữa chụp ảnh quay phim và chuyển giữa S và Q ấy. Đấy thì chúng ta sẽ bấm đến khi nào nó chuyển sang cái S và Q nhá. Cái đấy là cái slow motion. Đó, đây chính là chế độ quay slow motion. Và với chế độ này thì khi chúng ta quay, nó sẽ lưu vào thẻ nhớ của chúng ta một cái file, một cái định dạng là nó sẽ làm chậm luôn, nó sẽ làm chậm tới 4 lần luôn. Ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy ở đây, chúng ta quay ở đây trên màn hình ở đây, nhưng setting ở đây là 100 frame, 100 fps, và nó sẽ x4 slow, tức là sẽ làm chậm tới 4 lần đấy. Đấy thì mình sẽ để một cái ví dụ minh họa, mình sẽ quay từ cái chế độ này luôn nhé. Và mình sẽ hiển thị cái file gốc ở trên này luôn cho các bạn xem thì nó sẽ ra kết quả như nào nhé. Ok, và cách thứ hai là chúng ta sẽ chuyển về chế độ quay phim bằng cách là chúng ta cũng nhấn nút ở đây, nhấn nút chuyển chế độ ở đây, chuyển về chế độ quay phim, và chúng ta sẽ setting vào trong menu để setting làm sao mà quay slow motion tùy theo chúng ta muốn như thế nào. Ok, bây giờ mình sẽ chỉ các bạn setup nhé. Chúng ta sẽ nhấn vào menu này, chúng ta chọn đến cái tab này, cái tab hình cái máy ảnh này. Ở đây có hai cái máy ảnh nhé, một cái máy ảnh, hai cái máy ảnh, cái tab thứ hai nhé. Chúng ta sẽ trỏ xuống dưới này, đó, chúng ta sẽ chọn vào file format. Đó, chúng ta sẽ chọn định dạng là XAVCS HD nhé. Đây là định dạng Full HD. Còn nếu như các bạn chọn 4K thì chúng ta sẽ không thể quay được slow motion quá nhiều. 4K thì chúng ta chỉ, với máy ZV-E10 chúng ta chỉ có thể quay được tối đa là 30 khung hình thôi, thì có thể chỉ làm chậm 80% thôi, nó không có quá nhiều. Thì chúng ta sẽ chọn cái định dạng này nhé, định dạng Full HD này. Rồi, ok. Và tiếp theo để chọn để quay được slow motion thì chúng ta sẽ vào Record Setting này. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây. Ở đây thì sẽ có các cái tùy chọn cho chúng ta. Đầu tiên là 100 frame, 100 fps, tức là chúng ta có thể làm chậm tới 4 lần. Hoặc là 50 fps, tức là chúng ta có thể làm chậm tới 2 lần. Đó. Hoặc là 25 fps, tức là chúng ta không thể làm chậm được. Chúng ta không thể làm chậm được nữa, nó chỉ được như vậy thôi. Đó, thì đây là cái mức độ làm chậm tối đa 100 fps. Thì đây, ở đây nó có hai cái 100 thì nó sẽ khác nhau ở chỗ nào? 100p và 100m. Thì cái 100p và 100m nó sẽ cho ra cái định dạng file 100m, nó giống kiểu là chất lượng file ấy, nó sẽ nặng hơn. Còn và chất lượng nó sẽ tốt hơn. Còn 100p và 60m thì chất lượng nó sẽ kém hơn. Đó, thì các bạn cứ chọn cái cao nhất này đi. Đó, thì một số máy của các bạn là sẽ có là không phải không có 100. Nó sẽ không có 100 như này mà nó sẽ có là 60, 120 và 24, 30 gì đấy. Thì cái đấy thì các bạn nó không cần quá quan trọng đâu, nó chỉ là cái hệ thôi. Nó chỉ là cái hệ quay phim thôi. Bây giờ mình sẽ chuyển cái hệ đấy nhá. Đây, nó sẽ chỉ là cái này thôi. LTSC gạch chéo pan này, nó chỉ là chuyển giữa hai hệ quay thôi. Đây, ở đây hiện tại thì 25p thì nó sẽ là hệ pan. Còn mình sẽ chuyển ở đây. Ok. Mình sẽ bấm chọn vào cái này để chuyển sang hệ, chuyển giữa hệ LTSC và pan và ngược lại. Thì các bạn lưu ý là khi mình chuyển hệ này thì các bạn nên tháo thẻ nhớ ra hoặc là dùng thẻ nhớ mới. Bởi vì nếu như các bạn vẫn dùng thẻ nhớ cũ thì nó sẽ bị mất dữ liệu, nó sẽ bị xóa clear toàn bộ dữ liệu đi. Ok, enter nhá. Rồi, như vậy là đã chuyển được hệ xong. Thì mình sẽ kiểm tra lại cho các bạn xem. Ở đây nó đã hiển thị là 120p rồi khi chuyển sang hệ NTSC. Đó, thì các bạn có nhìn thấy cái máy của mình nó khác, nó 120 hay là 100 thì nó cũng đều không quá quan trọng nhé. Đó, nếu như các bạn chuyển sang hệ NTSC 120p này thì có một cái lợi hơn một chút, đó là mình có thể làm chậm tới 5 lần. Bởi vì 120 chia 24 sẽ bằng 5 mà. Còn nếu như các bạn để hệ pan thì mình chỉ có thể làm chậm được 4 lần thôi. Còn với mình thì mình thích dùng cái hệ NTSC này hơn. Đó. Nhưng mà khi các bạn sử dụng cái cách quay slow motion này thì khi cái file mình trả ra nó lưu ở trong thẻ nhớ ấy, nó vẫn chỉ là một file bình thường thôi, và các bạn phải tự làm chậm mà ở trong quá trình hậu kỳ ở trong phần mềm. Thì cái này các bạn cứ làm chậm bình thường, tua chậm lại ở trong bất kỳ phần mềm nào cũng đều được. Còn option đầu tiên là mình chỉ các bạn ấy, là dùng cái S và Q này thì nó sẽ ra cái file slow motion luôn và mình có thể dùng được luôn. Ok, vừa rồi là video hướng dẫn
cách để quay slow motion trên chiếc máy ảnh Sony ZV-E10. Nếu như các bạn cảm thấy những video như này hay và hữu ích thì hãy để lại cho chúng mình một like, một subscribe để chúng mình có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều những video như này nhé. Cảm ơn các bạn.